danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Quyền sinh ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng ông bà và anh chị em. Kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện của các bà mẹ Công giáo. Chúng ta hôm nay có cái hội đoàn mới được thành lập trong cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa trong suốt những năm tháng qua. Cuối cùng ngày hôm nay chúng ta được thành lập hội các bà mẹ Công giáo, gọi là một trong những hội trụ cột của giáo xứ. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho các mẹ đã quy tụ nơi đây và chào mừng tất cả các mẹ ở tất cả các giáo xứ khác trong địa phận của chúng ta, như là ở dưới Riverside, Ontario, San Bernardino và nhiều nơi nữa. Chúng ta xin chào mừng tất cả các quý khách đã đến với cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay. Sau đây là nghi thức làm phép cờ đoàn và huy hiệu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Hội Thánh Chúa được xếp đặt tổ chức một đạo binh dàn trận. Xin Chúa chúc phúc cho lá cờ này, để những kẻ chiến đấu cho Chúa là Chúa, các đạo binh dưới bóng cờ này được chiến thắng mọi kẻ thù hữu hình và vô hình ở đời này, để sau cuộc chiến thắng được khải hoàn về thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban phép cho chúng con mang những phù hiệu này để khi nhìn thấy chúng con nhớ đến những cố gắng mà chúng con phải làm để được xứng đáng mang lấy. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa những phù hiệu này. Xin Chúa ban cho những ai cung kính mang phù hiệu này mà tưởng nhớ tới Chúa thì được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây là nghi thức tuyên thệ ban chấp hành mới. Khi mà con kêu tên của chị nào thì chị đó xin nói có mặt và chúng ta đứng lên đây. Theo sự chấp thuận của cha xứ, cha quản nhiệm và hội các bà mẹ Công giáo tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, các chị sau đây đã được chọn vào các chức vụ trong ban chấp hành hội các bà mẹ Công giáo. Chị hội trưởng là chị Lương Nguyễn Kim Lan. Có mặt. Chị phó hội trưởng là chị Nguyễn Thị Luận. Chị thủ quỹ là chị Hứa Lương Hoan. Bị bệnh, chị bị bệnh ngày hôm nay. Chị thư ký là chị Nguyễn Kim Dung. Các chị thân mến, các chị đã được chọn vào ban chấp hành của hội và chấp nhận chức vụ mình đảm trách trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Các chị có hứa sẽ trung tín với giáo huấn của giáo hội, lo lắng cho hội đoàn và sống đời sống thánh thiện không? Tôi nhân danh giáo phận San Bernardino và giáo xứ của chúng ta chứng nhận lời tuyên thệ của tân ban chấp hành. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phước lành trên các chị. Bây giờ là nghi thức nhập hội. Xin tất cả các bà mẹ trong hội, các bà mẹ Công giáo của cộng đoàn Lộ Đức đứng lên. Các chị em thân mến, các chị em đến đây để xin ơn gì? Chúng con đến đây để xin gia nhập hội các bà
Chị em có nhận định rõ ràng mục đích và tôn chỉ của hội chưa? Chúng con đã nhận định rõ ràng hội lần này sẽ đào tạo chúng con nên những người mẹ thánh. Gia đình chúng con sẽ trở nên trung tâm của sự thánh để cung cấp cho giáo hội nhiều đứa con ngoan hiền đức hạnh. Chị em có công nhận người mẹ là phản ánh của Thiên Chúa không? Chị em thân mến, tôi vui lòng nhận chị em vào sổ đoàn viên hội các bà mẹ công giáo của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Qua lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh Monica, cầu chúc cho giáo xứ chúng ta có nhiều người mẹ thánh thiện. Chúng ta cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Giờ đây các ban chấp hành mới sẽ phát khẩu hiệu cho các mẹ. Mỗi lần mà chồng con làm mình giận thì xin các mẹ đeo cái này vô, đọc một kinh kính mừng. Rồi chúng ta, các mẹ quay về phía cộng đoàn và cộng đoàn chúng ta chúc mừng các mẹ ngày hôm nay. Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay hội các bà mẹ công giáo thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức đã hoàn tất nghi thức tuyên hứa và chính thức ra mắt cộng đoàn là một đoàn thể công giáo tiến hành dành riêng cho các người mẹ công giáo như một phương thế hữu hiệu giúp thánh hóa bản thân, gia đình và góp phần đắc lực xây dựng giáo xứ. Sự hiện diện của hội các bà mẹ công giáo chắc chắn sẽ mang lại nhiều thành quả và sắc thái mới cho cộng đoàn chúng ta. Thay mặt ban mục vụ cộng đoàn, chúng tôi xin chung vui với hội các bà mẹ công giáo và cầu chúc cho quý hội được phát triển nhanh chóng và hoạt động hữu hiệu. Chúng tôi xin hứa sẽ sát cánh với quý hội trong mọi hoạt động để làm sáng danh Chúa và giúp cho cộng đoàn chúng ta thăng tiến hơn. Xin cộng đoàn cho các bà mẹ cầm pháo tay. Sau đây, chị Lương Nguyễn Kim Lan, hội trưởng hội các bà mẹ công giáo, có đôi lời thưa với cha và toàn thể cộng đoàn. Xin mời chị Lan. Con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Kính chào cha, kính chào quý anh chị đại diện cộng đồng công giáo San Bernardino, quý chị đại diện liên hội và các chi hội bà mẹ công giáo thuộc giáo phận San Bernardino, quý anh chị em ban chấp hành và các ban ngành của cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức cùng cộng đoàn dân Chúa. Trước hết, con xin đại diện cho quý chị em trong hội các bà mẹ công giáo thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức rất chân thành cảm ơn cha quản nhiệm đã khuyến khích và nâng đỡ chúng con trong thời gian qua, để ngày hôm nay chúng con đã thành lập được hội và có được 35 hội viên. Mục đích của hội này là để các chị em cùng chia sẻ và giúp nhau trau dồi đời sống đức tin, gia tăng ân sủng cho các bà mẹ công giáo, xin ơn thánh hóa bản thân để trở nên những người mẹ công giáo gương mẫu mà tất cả gia đình đều hướng tới. Để đạt được mục đích của hội lành này, chị em chúng con rất cần sự trợ giúp của cha và mọi người trong cộng đoàn. Sự khởi đầu nào cũng có những thiếu sót, vụng về. Vì vậy, xin cha và các ban ngành thông cảm, trợ giúp ý kiến cho chúng con
để được hoàn hảo hơn trong tương lai. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý chị đại diện liên hội và chi hội đã dành thời giờ đến đây tham dự thánh lễ để thêm lời cầu nguyện cho hội của chúng tôi. Và đây cũng là một niềm khích lệ thật lớn lao cho hội chúng tôi. Sau cùng, chị em chúng con xin chân thành cảm ơn cha, các ân nhân, các anh liên minh thánh tâm của cộng đoàn nhà, ca đoàn, các em giúp lễ đã giúp chúng con tổ chức lễ hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn phúc xuống cho tất cả. Sau thánh lễ, chúng con kính mời cha và cộng đoàn sang bên hội trường để chia sẻ niềm vui với hội chúng con. Con xin hết lời. Xin cảm ơn chị Ba. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc lành trong bà và anh chị em. Lời xong chung bà và anh chị em ra về bình an.